Giờ chúng ta có ví dụ phức tạp hơn về điều chỉ tương đối là tuyệt đối. Ở đây chúng ta có số bệnh nhân nam, nữ và tổng số bệnh nhân của từng năm. Bây giờ chúng ta muốn tính tỷ lệ từng giới tính trong từng năm thì bạn có thể làm như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tính tỷ lệ nữ. Nhưng mà để hiểu rõ cái địa chỉ tương đối tuyệt đối thì chúng ta sẽ làm có vẻ cầu kỳ hơn một chút. Bây giờ ở đây tôi sẽ để cho kỹ hàng, tức là hàng 2, F2, trong F2 tôi sẽ để cho 2 nó thay đổi. Nhưng mà cột tổng, tức là cột F, là nó không thay đổi vì tất cả đều chia cho những cái số liệu ở cột F chứa tổng. Thì tôi sẽ cố định F, còn 2 thì vẫn là để tự do, tức là vẫn là tương đối. Thì khi chúng ta chép xuống thì đô la F2 sẽ thành đô la F3. Thì cái con số này là đúng mục đích, tức là chia cho cái tổng là ở nằm ở F3. Khi tôi chép công thức này, bấm Ctrl C qua Ctrl V thì F2 vẫn F2 vì nó cùng hàng, số 2 nó vẫn giữ và nó không đổi cột, là bởi vì cái F nó đã bị cố định. Nếu chúng ta ở đây không cố định F thì C qua E, C D E thì F nó sẽ là F G H, Ctrl C, Ctrl V, tức là chúng ta sẽ có lỗi vì lúc này là D2 mà chia cho H2, H2 là 0, là lỗi bit 0, tức là chia cho 0, chia cho 0. Vì vậy muốn giữ nguyên cột F chúng ta chỉ là đô la F, Ctrl V. Thì đây là một ví dụ là chúng ta chứng tỏ là chúng ta có thể cố định cột mà không cố định hàng tùy theo tình huống, và chúng ta cố định vị cột hay hàng hoặc là cố định cả hai. Thì tất nhiên nếu mà hơi rủi rắm thì chúng ta sẽ làm như cái cách cũ, tức là chúng ta làm hai cột riêng rẽ. Ở đây là một ví dụ để chúng ta hiểu cái địa chỉ tuyệt đối. Thứ hai nữa là chúng ta biết rằng có thể tuyệt đối cột mà tương đối hàng, ngược lại tương đối cột nhưng mà là tuyệt đối hàng.